Chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ tư, ngày ngày 10 tháng 8 2022 anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng nha. Trước mặt chúng ta là một cái UFO kim cương để gửi ở chú Giang ở Cẩm Hoàng, Cẩm Giang, Hải Dương. Cẩm Hoàng, Cẩm Giang, Hải Dương nha. Chú Giang là khách cũ anh em. Trước đây chú mua một cái UFO 1000W. Cũng thời gian cũng lâu rồi, tháng mấy à. Bữa nay chú quay lại chú mua UFO kim cương mọi người. Chú đổi à, đổi thành UFO kim cương. Thì các anh em đam mê thì cứ liên hệ mình ha. 076 687 4311. Mình sẽ gửi cấu hình hoặc là thông báo giá cho anh em nha mọi người ha. Anh em nào mà chọn được mặt hàng rồi thì cứ nhắn cho mình để mình gửi hàng nha. Thì cái UFO kim cương này với UFO 1000W á, là giá là 1.130.000. Thì anh em luôn luôn hỏi mình là hai cái này cái nào nên mua hơn. Thì đối với mình thì hai cái này nó cũng giống nhau anh em. Tại vì cấu hình nó giống nhau. Chỉ khác ở chỗ là cái này nó có 450 con led, còn cái kia nó có 988 con led. Không phải là số lượng led ít hơn là nó sẽ cháy không sáng bằng kia, nó vẫn sáng y gan như kia anh em. Thì số lượng led ít nhưng mà người ta chỉnh cái độ sáng của cái đèn anh em, chỉnh cái mạch, cái vôn mà cung cấp cho cái mạch á, thì nó sẽ sáng giống nhau thôi. Cái tấm pin ở dưới đây là tấm pin 25W nè. Riêng cái đèn UFO kim cương này có cái tấm pin rất là thẩm mỹ nha anh em. Đó, tấm pin này. Tấm pin 25W. Rồi, mặt trời thấy không? Rồi. Tấm pin rất là đẹp nha. Tấm pin nhìn rất là đẹp anh em. Mình mới lật lên là nó sẽ sạc ha. Nó sạc và cái cục này nó cháy đỏ lên em thấy không? Đỏ đỏ đó, đỏ là sạc. Còn mình úp xuống là nó không sạc nữa thì nó sẽ đèn sẽ phát sáng. Đó thì ngày hôm qua cũng có mấy anh hai anh anh gọi mình với lại chiếc xe của tài xế Cường đó nè, đi giao hàng á, cái giao cái tới nhà của cô ở Bến Lức đó nè, tới nhà của cô Bến Lức, cái cô thử đèn, nhưng mà thử đèn cũng khá khá là chưa chưa hiểu rõ đèn cho nên thử không thấy nó cháy, rất là lo lắng và gọi điện mình. Thì nó như thế này mọi người, cái đèn này anh em muốn nó cháy á, thì anh em phải cho nó nằm giống như mình vậy nè, giấu tấm pin xuống thì giờ bắt lên nó cháy nè, thấy không đó. Còn khi chúng ta cho tấm pin tiếp xúc với mặt trời, tấm pin tiếp xúc mặt trời thì đèn nó sẽ tắt ngay lập tức, thấy không. Vậy thì khi mà anh em nhận hàng, anh em mà không có úp cái này xuống, anh em bấm cái remote thì chỉ thấy cái đèn nó là chớp chớp lên thôi, chứ cái đèn nó không phát sáng luôn nha mọi người. Mình bấm cái đèn nó chớp lên chớp xuống thôi ha. Đó, thì anh em muốn mà nó phát sáng á thì chúng ta lật úp giống mình ha. Lật úp giống mình và chúng ta sẽ bấm remote này thì nó sẽ phát sáng nha. Đó, nói sơ cho anh em hiểu. Thì khi mà chúng ta mua hàng thì ai cũng muốn thử, cho nên là mình thử như vậy nha mọi người. Úp cái mặt giấu tấm pin xuống đất và chúng ta tiến hành test ha. Ta có thể bấm nút này. Đó, đèn nó sáng ha. Rồi hoặc là chúng ta có thể bấm bằng remote, bấm nút auto chẳng hạn, on off chẳng hạn, thoải mái ha anh em. Bấm sao cũng được hết. Đấy. Và mình nhắc lại tấm pin 25W, bộ pin lưu trữ là 25 Ah và có 450 con led 5730 nha. Còn cái đèn này thì nó rất là to, bề ngang của cái đèn này á hiện tại là 6 tấc mốt là nha, 6 tấc mốt lận. Mà 6 tấc mốt thì đối với mình là cái đèn nó to lắm rồi. Đó, bự lắm anh em. Đó, nhiều anh em hỏi có cái đèn nào bự hơn đúng không? Mình nghĩ là cái này bự lắm rồi mọi người, bự hơn để làm gì ta, bự quá thì nó sẽ rất là cồng kềnh. Đó, bây giờ mình sẽ nắm cái đèn này ha, mình sẽ đó cho anh em coi sơ cái độ sáng của nó, thấy không? Đấy, đó, sau khi nó được treo lên anh em, ở đây mình đấy cái tay đưa lên sơ sài thôi, đó, anh em thấy không? Rất là sáng nha mọi người, đèn rất là sáng, phải nói là rất là sáng luôn, UFO kim cương ha. Cái loại này người ta định danh là 800W mọi người. Đấy. UFO 1000 thì người ta định danh là 1000W. À. Còn có cái UFO 500 nữa nha, 500W nữa. Đang bán có 930.000 cây à. Đó, anh em thấy độ sáng của nó ok chưa nè. Ở đây mình vừa tay quay phim, tay nắm cái đèn cho nên nó cũng hơi gọi là
là nó hơi khó khó quay phim tí ha. Bây giờ anh em nhìn cái bề trên nè, ở cái đèn nè, ở khi cái đèn phát sáng á mọi người, chúng ta y như đang ngắm sao vậy anh em, như là ngắm sao vậy đó. Những cái led nó được nằm ở dưới một cái lớp nhựa giả kim cương ha, nhìn nó rất là thẩm mỹ luôn, phải không? Giống như là ta ngắm bầu trời sao vậy mọi người. Đấy. Còn bây giờ bấm remote nè. Rồi anh em nào đam mê cứ liên hệ mình nha. 1.130.000 cái phí vận chuyển, nếu mà một cái thì nó tầm khoảng 70-80 ngàn gì đó phí vận chuyển á. Còn ta mua hai cái trở lên thì phí vận chuyển nó rẻ lại một chút ha. Nói chung càng nhiều thì phí vận nó càng rẻ lại. Rồi, anh em đam mê cứ liên hệ mình nha. 0766874311 nha anh em. Mình xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video lần sau, những cái đèn tiếp theo nha.